Các thí nghiệm lập bản đồ gen ở vi khuẩn nhằm xác định trật tự của các gen trên nhiễm sắc thể được thực hiện dựa trên việc vi khuẩn có khả năng truyền các gen từ tế bào này sang tế bào khác thông qua một số cơ chế di chuyển ngang. Tiếp hợp là một trong những cơ chế di chuyển ngang mà ở đó ADN được truyền từ vi khuẩn cho sang vi khuẩn nhận thông qua tiếp xúc giữa hai loại tế bào. Các gen ở vi khuẩn E. coli có thể được lập bản đồ thông qua tiếp hợp. Các gen được truyền theo một chiều từ tế bào cho sang tế bào nhận và hiện tượng tái tổ hợp được quan sát thấy ở tế bào nhận ngay sau khi các gen đi vào tế bào nhận. Bằng việc xác định thời điểm xuất hiện các dạng tái tổ hợp, chúng ta có thể xác định được trật tự các gen và khoảng cách tương đối giữa chúng. Tế bào cho có thể là một chủng vi khuẩn có khả năng tái tổ hợp cao, gọi tắt là HFR. Một chủng HFR thường mang một yếu tố F kết hợp với nhiễm sắc thể hệ gen vi khuẩn. Yếu tố F là trình tự nucleotide điều khiển quá trình tiếp hợp hay kết cặp giữa hai loại tế bào, đồng thời điều khiển quá trình vận chuyển gen từ tế bào cho sang tế bào nhận. Tế bào nhận thường là F trừ, tức là tế bào mà nhiễm sắc thể của nó không mang yếu tố F. Chúng ta hãy xem một thí nghiệm ngắt quãng tiếp hợp được tiến hành như thế nào. Chủng cho HFR mang các allele kiểu dại và có kiểu gen như sau: HFR, TR+, L+, AGR, TONR, LAC+, GAN+. Trong khi đó, chủng nhận mang các allele đột biến của các gen này và có kiểu gen là F-, TR-, L-, AGS, TONS, LAC-, GAN-. Hai chủng này được trộn với nhau rồi được nuôi trong môi trường dinh dưỡng ở 37 độ C. Cứ sau vài phút, chúng ta hút ra một phần mẫu rồi chuyển mẫu sang máy xay, lắc mạnh để làm tung các tế bào cho và nhận ra khỏi nhau. Các tế bào sau đó được cấy lên môi trường chọn lọc, được bổ sung các thành phần sao cho chỉ có tế bào tái tổ hợp mới có thể phát triển. Còn các tế bào thuộc chủng HFR và F- dạng bố mẹ được loại ra. Các chủng tái tổ hợp sau đó được kiểm tra sự có mặt của các gen xuất phát từ tế bào cho. Trong phép lai này, sau 8 phút, các gen đầu tiên của thể cho bao gồm TR+ và L+ đã được chuyển từ tế bào HFR sang tế bào F-. Những gen này được phát hiện trong các thể tái tổ hợp khi những tế bào tái tổ hợp sống và phát triển được trên môi trường chọn lọc không có các axit amin threonine và leucine. Hai gen này ở gần nhau đến mức khó xác định gen nào là gen thứ nhất, gen nào là gen thứ hai. Gen tiếp theo là AGR được chuyển sang tế bào nhận sau khoảng 9 phút. Điều này cho chúng ta biết gen AG nằm trên nhiễm sắc thể vi khuẩn sau các gen TR và L khoảng 1 phút tiếp hợp. Các thể thái tổ hợp của gen này được phát hiện nhờ khả năng sống và phát triển trên môi trường chọn lọc được bổ sung chất ức chế axit natri. Tiếp theo đó, gen TONR được chuyển sang tế bào nhận sau khoảng 10 phút. Điều này cho chúng ta biết gen TON nằm sau các gen TR và L khoảng 2 phút và sau gen AG khoảng 1 phút. Các thể tái tổ hợp của gen này được phát hiện nhờ khả năng kháng với sự lây nhiễm của phager T1. Gen được chuyển tiếp theo là LAC+. Gen này xuất hiện trong tế bào F- sau 16 phút kể từ khi bắt đầu tiếp hợp. Như vậy, gen LAC cách gen TON 6 phút. Các thể tái tổ hợp của gen này được phát hiện nhờ khả năng chúng có thể dùng đường lactose là nguồn cung cấp carbon. Gen cuối cùng được chuyển là gen GAN cộng sau khoảng 25 phút. Như vậy, gen này cách gen LAC 9 phút. Các thể tái tổ hợp của gen này được phát hiện nhờ khả năng chúng có thể sử dụng đường galactose là nguồn cung cấp carbon. Trong thí nghiệm ngắt quãng tiếp hợp nêu trên, mỗi gen xuất hiện vào một thời điểm khác nhau phản ánh vị trí tương đối của chúng trên nhiễm sắc thể vi khuẩn. Đơn vị bản đồ phản ánh khoảng cách giữa các gen được vẽ theo phương pháp ngắt quãng tiếp hợp, vì vậy được biểu diễn qua đơn vị phút. Toàn bộ nhiễm sắc thể của E. coli có chiều dài tương ứng 100 phút. Đây chính là thời gian cần thiết để có thể chuyển toàn bộ các gen trên nhiễm sắc thể từ tế bào cho sang tế bào nhận qua tiếp hợp.